Xin mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa, lễ trọng Chúa Nhật thứ năm mùa chay ngày 17 tháng 3 năm 2024. Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp Phi Lấp Phê quê ở Bê Ni, xứ Ga Lê, và nói với ông rằng, Thưa Ngài chúng tôi muốn gặp Đức Giê-xu. Phi Lấp Phê đi nói với An-dê, rồi An-dê và Phi Lấp Phê đến thưa Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đáp, đã đến giờ con người được tôn vinh, quả thật, quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa bị rơi xuống đất, mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh đó. Bây giờ linh hồn ta xào xuyến, và biết nói gì, lại cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế, mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha lúc đó có tiếng từ trời phán ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm kẻ khác lại rằng một thiên thần nói với ngài chúa giêsu đáp tiếng đó phán ra không phải vì ta nhưng vì các người chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta người nói thế để chỉ người phải chết cách nào tạ ơn chúa xin mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe để lời chúa được loan tỏa khắp hoàn cầu cảm ơn các bạn nhiều